Tử vi tuổi Thân tháng 6 âm lịch năm 2022 nhâm dần. Xin chào mừng tất cả quý vị. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích và chuyên chia sẻ truyền tải những kiến thức về tử vi phong thủy và đời sống tâm linh. Quý vị thân mến, trong 12 con giáp, con khỉ là con giáp đại diện cho sức mạnh và sự khéo léo, được mọi người rất là tôn kính. Những người tuổi khỉ vì thế mà thông minh, sắc sảo và luôn đạt được rất nhiều những thành công trong cuộc sống của mình, có uy quyền, có địa vị. Những quý vị gia chủ tuổi Thân họ sống rất vô tư, lạc quan và yêu đời. Họ luôn mang đến tiếng cười, niềm vui và cùng với đó là những niềm hạnh phúc cho người khác. Bởi vậy, những quý gia chủ tuổi Thân có nhiều mối quan hệ rộng rãi, được bạn bè và người thân xung quanh yêu mến, kính trọng. Bên cạnh đó thì họ cũng có một con mắt tinh tế, tinh tường, nhìn xa trông rộng, thấu hiểu mọi góc cạnh của vấn đề. Bởi vậy trong công việc thì họ luôn là người cảnh báo cho mọi người những nguy hiểm đang rình rập phía sau, phía trước. Nhờ vào sự tinh tế ấy mà những người tuổi Thân dễ dàng thấu hiểu được những tâm tư và nỗi niềm thầm kín của những người khác xung quanh mình, từ đó tìm cách chia sẻ, giúp đỡ cho những người đang gặp khó khăn, hoạn nạn. Sau đây là phần tổng quan tử vi của các quý vị gia chủ tuổi Thân trong tháng 6 âm lịch năm 2022. Thứ nhất, sự nghiệp quan vận. Xem tử vi năm nhâm dần 2022, trên phương diện sự nghiệp của những người tuổi Thân tháng này, đường công danh có chiều hướng tốt đẹp, gặp nhiều niềm vui, công việc kinh doanh có nhiều sự mở mang thêm, và đầu năm công việc hanh thông, đánh dấu một năm có bội thu lợi lộc. Con giáp tuổi Thân tháng này buôn may bán đắt, làm một lãi 10, việc làm ăn sẽ phát triển đến một ngưỡng chưa từng có tiền lệ. Nếu quý vị gia chủ tuổi Thân đang có kế hoạch mở rộng kinh doanh, gia tăng liên kết hợp tác thì nên mạnh dạn đầu tư, ắt sẽ được may mắn, nhận được sự giúp sức của bạn bè. Tuy nhiên vẫn nên cẩn thận đề phòng trước những chuyện rủi ro có thể xảy ra để tránh những thiệt hại nặng nề, không đáng có. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, Thầy Gia Cát khuyên quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, thân tí thìn, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân và quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được Thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng cho các quý vị gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Công việc thuận lợi nên quý vị gia chủ tuổi Thân sẽ thu được một khoản lợi nhuận khá trong tháng này, tiền bạc rủng rỉnh dồi dào, không cần lo lắng. Chính kinh nghiệm và may mắn đã mang đến cho bạn những khoản đầu tư với lợi nhuận cao. Tuy nhiên cũng chính do tính cả nể, hào phóng của bạn nên đã cho người khác vay tiền mà không tính toán. Bạn cần học cách quản lý chi tiêu và các vấn đề liên quan đến tiền bạc. Với những người làm buôn bán thì làm bao nhiêu, ăn bấy nhiêu. Thời điểm này bản mệnh thực sự chăm chỉ, làm việc hết mình nên chắc chắn thu nhập cũng không thể nào ít được. Những người làm công ăn lương, tháng này thu nhập có thể sẽ ít hơn so với đầu năm, khối lượng công việc ít. Vì vậy, bạn cần quản lý chặt chẽ tài chính của mình, chi tiêu trong phạm vi cho phép và chỉ nên chi tiêu cho những việc thực sự cần thiết. Năm nhâm dần 2022, Thái Tuế là hạ ngạc đại tướng quân, dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, Thầy Gia Cát khuyên quý vị gia chủ luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy lộc tài được Thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng cho quý vị gia chủ để có thể mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên quý vị gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của Thầy. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Tử vi phong thủy cho thấy về phương diện sức khỏe của những người tuổi Thân trong tháng này không thực sự tốt. Lẽ dĩ nhiên, công việc phát triển áp lực càng nhiều, chính vì điều đó khiến cho chứng mất ngủ của bạn ngày càng nặng nề. Bạn cần chắc chắn đảm bảo có giấc ngủ đủ, chăm sóc bản thân và có chế độ dinh dưỡng và sinh hoạt hợp lý. Đôi khi cần gạt bỏ công việc sang một bên để tĩnh dưỡng lại tinh thần sức khỏe. Chớ nên âu sầu lo lắng về những chuyện đã qua, tinh thần thoải mái thì mới khỏe mạnh vui vẻ. Thời gian này gia chủ cũng cần chú ý đến các bệnh liên quan đến thần kinh như đau đầu hoặc các bệnh như thiếu máu, đau huyết áp không được ổn định. Có những dấu hiệu bất thường nên thăm khám chữa trị kịp thời để tránh những hậu quả không may xảy ra, đặc biệt cần giữ tinh thần thoải mái để có được sức khỏe tốt nhất. Các quý vị gia chủ tuổi Thân hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, bát bảo tâm kinh.
Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho quý vị gia chủ. Để vật phẩm phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các quý vị gia chủ tuổi Thân. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Bước sang năm 2022, về phương diện tình cảm, gia đạo của quý vị gia chủ tuổi Thân khá tốt, tháng này sẽ có nhiều chuyện vui đưa tới về gia đình, có thêm người thêm của. Với những người đã có gia đình thì tháng này gia đình yên ấm, hạnh phúc, vợ chồng hòa thuận, con cháu hiếu thảo. Những người còn đang độc thân sẽ có cơ hội gặp được người tâm đầu ý hợp, tính đến chuyện sau này. Tuy nhiên trong chuyện tình cảm đôi khi khó tránh khỏi những cãi vã, xô xát, khi đó hãy bình tĩnh, đứng về vị trí của mình để nhìn nhận và cảm thông, như vậy mới có thể tiến xa hơn được, đừng vì những giận hờn trách móc mà đánh mất người quý giá. Tử vi của từng tuổi Thân trong tháng 6 âm lịch năm 2022, tuổi Bính Thân sinh năm 1956. Bính Thân sinh năm 1956 sẽ đón một tháng mới với nhiều may mắn, mọi mặt trong cuộc sống đều tiếp diễn một cách bình ổn. Bản mệnh nghĩ thoáng hơn về mọi việc nên tâm lý cũng trở nên nhẹ nhõm hơn, mang lại những tác động tích cực đối với sức khỏe. Tình hình tài chính nói chung ổn định. Dù không tiền bạc ngập két thì vẫn dư giả cho những hoạt động hàng ngày trong cuộc sống. Tình cảm không có nhiều biến động, bản mệnh nhận được sự chăm sóc và tôn trọng đến từ con cháu trong nhà, quan hệ hàng xóm láng giềng cũng hòa hợp. Tuổi Mậu Thân sinh năm 1968. Trong tháng này, các quý vị gia chủ Mậu Thân sẽ cần phải chú ý nhiều hơn về vấn đề tâm tính của mình, biết cách thuận theo nghịch cảnh mình đang gặp phải để tìm cơ hội phát triển hơn. Tình trạng sức khỏe của những người tuổi Mậu Thân có dấu hiệu giảm sút ít nhiều so với trước đây. Các chứng bệnh cũ có thể tái phát, vì thế bản mệnh không nên đi xa quá nhiều, không nên để thân thể mệt mỏi kéo dài. Và nếu có bệnh thì cũng nên chú ý chuẩn bị thuốc men đầy đủ trước khi đi ra khỏi nhà. Tháng này không phải là một tháng thuận lợi với bản mệnh, vì thế tránh việc di chuyển sửa sang nhà cửa. Ở độ tuổi này cần phải chú ý bảo vệ sức khỏe, không tạo cơ hội cho các chứng bệnh cũ tái phát. Nếu chú ý vận động, rèn luyện sức khỏe một cách hợp lý thì có tác dụng nâng cao sức khỏe, giúp tinh thần thư thái vui vẻ, đồng thời cần có thời gian nghỉ ngơi đầy đủ, hợp lý. Tuổi Canh Thân sinh năm 1980. Tháng này với tuổi Canh Thân vận hạn tốt đẹp trong mưu sự và tiền bạc, tuy nhiên nam mạng nên cẩn thận về tiền bạc, chớ tin người. Cần đề phòng giấy tờ và vật có giá, tình cảm gia đạo yên vui. Nữ mạng tuy có âm phù dương trợ nhưng do vận xấu chưa nên thực hiện các mưu sự mới. Thời điểm này, bạn cũng có nhiều cơ hội để khẳng định được vị trí vai trò của mình trong công việc, có cơ hội được thăng chức tăng lương, lãnh đạo cất nhắc. Cũng có thể nhờ cách ứng xử khéo léo và thành tích trong sự nghiệp, bạn sẽ gặp được cơ hội đầu tư, kinh doanh đáng cân nhắc. Các mối quan hệ phát triển khá tốt đẹp, bản mệnh có thể nhận được sự chú ý của nhiều người xung quanh, trong đó có cả quý nhân. Tuổi Nhâm Thân sinh năm 1992. Sự nghiệp của những người tuổi Nhâm Thân tháng này khá ổn. Trong quá trình làm việc, ít nhiều gì bạn cũng sẽ gặp không ít trở ngại và mắc sai lầm. Miễn là bạn có thể chịu áp lực, tuy nhiên các vấn đề sẽ được giải quyết và bạn vẫn có thể đạt được kết quả tốt nhất. Sức khỏe của nữ Nhâm Thân tháng này khá ảm đạm. Bạn nên đề phòng các bệnh cũ tái phát. Ngoài ra, nữ Nhâm Thân phải tuyệt đối chú ý cẩn thận đi lại và xe cộ vì rất dễ xảy ra tai nạn. Tình cảm tháng này không được suôn sẻ, vợ chồng luôn có sự phiền muộn và không tìm được tiếng nói chung. Đối với người chưa có gia đình, đây là một tháng bất lợi cho bạn nếu tiến tới hôn nhân. Tuổi Giáp Thân sinh năm 2004. Xem tử vi tháng 6 âm lịch năm Nhâm Dần cho tuổi Giáp Thân sinh năm 2004, vận trình của gia chủ khá bình ổn, không có điều gì quá đáng ngại. Tuy nhiên cũng chưa thấy dấu hiệu nào mang tính đột phá. Về phương diện học tập, bạn khá nhanh nhạy và biết suy nghĩ nên có thể tự mình tìm ra phương pháp học tập phù hợp, cải thiện thành tích trong năm. Có điều cần chú ý có điểm báo thị phi hung hại, tiểu nhân đe dọa. Nên gia chủ làm gì cũng không nên chủ quan và nhất là tránh tình trạng ngựa non háu đá. Ngoài ra cần chú ý vấn đề ăn nói, đừng quá tùy tiện kẻo ảnh hưởng xấu tới bản thân và uy tín cha mẹ. Chuyện tình duyên của gia chủ trong tháng này không được thuận lợi do bị kẻ tiểu nhân bên ngoài quấy phá gây bất lợi, ảnh hưởng tới chuyện yêu đương của gia chủ. Tuy nhiên, theo quý thầy Gia Cát, ở độ tuổi này, các bạn không nên lo nghĩ nhiều chuyện về tình cảm mà làm ảnh hưởng tới việc học tập cũng như công việc thi cử của mình. Tổng quan tháng 6 âm lịch năm 2022, tháng Đinh Mùi, năm Nhâm Dần. Tháng 6 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, từ 1 tháng 6 năm 2022 và kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2022, tức 29 tháng 6 năm 2022 đến 28 tháng 7 năm 2022 dương lịch.
tháng 6 Đinh Mùi có nạp âm là Thiên Hà Thủy, tháng Mùi, Lục Hợp Ngọ, Tam Hợp Mão và Hợi Thành Mộc Cục, Xung Sửu, Hình Sửu, Hại Tý, Phá Tuất và Tuyệt Sửu. Đối với những người tuổi thân trong tháng 6 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch ngày 2 tháng 6 năm 2022, tức ngày 30 tháng 6 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Giáp Dần, có nạp âm là Đại Khê Thủy. Ngày âm lịch ngày 14 tháng 6 năm 2022, tức ngày 12 tháng 7 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Bính Dần, có nạp âm là Lô Trung Hỏa. Ngày âm lịch ngày 26 tháng 6 năm 2022, tức ngày 24 tháng 7 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Mậu Dần, có nạp âm là Thành Đầu Thổ. Đây chính là 3 ngày không được cát lành theo tuổi của các quý vị mệnh chủ tuổi thân. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Các ngày tốt đối với những người tuổi thân trong tháng 6 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch ngày 5 tháng 6 năm 2022, tức ngày 3 tháng 7 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Đinh Tỵ, có nạp âm là Sa Trung Thổ. Ngày âm lịch ngày 17 tháng 6 năm 2022, tức ngày 15 tháng 7 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Kỷ Tỵ, có nạp âm là Đại Lâm Mộc. Ngày âm lịch ngày 29 tháng 6 năm 2022, tức ngày 27 tháng 7 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Tân Tỵ, có nạp âm là Bạch Lạc Kim. Đây chính là 3 ngày cát lành trong tháng để các quý vị gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành, hay những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phú long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Trong tháng 6 âm lịch năm 2022, thì những gia chủ tuổi thân phạm phải hãn xung thái tuế. Đây là một năm mang lại nhiều trắc trở đối với tuổi này. Vậy thì với công tác tinh tế và khả năng ứng biến nhạy bén của mình, những khó khăn trắc trở đó chắc chắn sẽ không làm cho những quý vị gia chủ tuổi thân nhụt chí. Nhờ được thần tài ban lộc và được quý nhân tương trợ giúp đỡ, nên trong năm 2022 Nhâm Dần, gia chủ tuổi thân dễ dàng vượt qua được những khó khăn này. Tử vi học dự báo tháng 6 âm lịch chính là thời điểm đột phá của quý vị gia chủ tuổi thân. Vậy thì vận trình tài lộc của các quý vị gia chủ tuổi thân trong tháng này như thế nào? Xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng theo dõi nội dung chi tiết sau đây. Lời kết. Quý vị thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về lá số tử vi của những người tuổi thân trong tháng 6 âm lịch. Qua đó quý vị cũng phần nào nắm được vận hạn của mình và biết được mình cần phải làm gì để có được may mắn và thành công trong tháng 6 âm lịch này. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị cũng đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh và chọn vào biểu tượng quả chuông thông báo để luôn là người đầu tiên chúng ta nhận được những kiến thức bổ ích từ kênh. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại. Chúc quý vị may mắn, bình an, thành công và hạnh phúc.